Dậy chưa cái hoa, giờ này sao chưa thấy đi ra. Nằm lười nhắc vẫn giống hôm qua, việc nhà cũng cứ thế qua loa. Làm cơm nước nôi, bà nội trưa nay sẽ qua chơi. Đầu rồi tóc vai vóc lôi thôi, nhìn mày chán lắm đấy con ơi. Dạ dạ. Sao tay chân loay hoay chậm thế, biết làm ăn gì? Dạ con đang mang thịt ra nấu đông, mẹ chờ một tí. Tại sao không cho mì chính do nồi nước canh? Úi canh chua thịt nó tanh. Sao con đem đập trứng trong nồi nước lạnh? Con sorry vì nghĩ như vậy nhanh chín. Rau đây sao con chưa nhặt đã ném vào nấu lên? Dạ con chưa nhặt lỡ quên. Giờ ta nói luôn, phận làm dâu ai sướng như con. Việc nhà ứ biết cách chăm nom, người thì lớn vẫn cứ chưa khôn. Nhà người ta có dâu là ngồi chơi không biết lo âu. Nhà mình mới có đứa con dâu mà đầu óc nó giống như trâu. Mồm ăn như máy câu vào. Chần chờ gì nữa mong tham gia ngay FPS. Trên TV hôm nay vừa nói đó là cái gì? Dạ ba ơi, đây là app giúp đầu tư đó. Con hôm qua vừa kiếm số tiền khá to, nhờ tham gia cái này đó ba. Đây là FPS, đối tác tài chính của bác Sa. Thế à? Với thông tin hàng ngày kiểm soát các khoản đầu tư hiệu quả. Rất hiệu quả. Kiếm tiền lớn lại trúng thưởng lớn, bởi vì đang thời gian chương trình Audi, MacBook và nhiều thứ khác đang chờ đợi bố. Thằng con chúng ta vừa tài ba ngoan ngoãn ông nha. Tiền tự biết kiếm lấy tiêu pha, thật là khác với cái con hoa. Vừa rồi đi nấu cơm, làm nồi cơm thôi cũng không ngon. Bà đừng quá khó tính với con, nhìn mặt nó thấy tức ghê luôn. Càng làm tôi cáu hơn. Anh duy cổ thịnh ơi. Mọi người đang theo nè. Ta vừa nhai một hạt sẵn rất to, quá to. Dạ con sơi bát khác mẹ chớ nên lo. Ăn như này thì thật là mất ngon, sao con thịnh chẳng hề tốt hơn. Nhà này nuôi con dâu bao lâu nay tốn cơm. Dạ thưa mẹ ơi là do cái hoa, cái hoa. Để con làm mấy món khác cho mama. Ơ thì người làm là cháu dâu à, qua về lời đặc biệt là món rau nè. Nào như cô kia cho tôi ăn rau lắm sâu. Chuyện là ngày xưa khi cưới chúng nó ta vốn đã thấy sai. Thôi con xin tối ngày ra, ai cho anh bênh anh dám bênh ai. Tôi nói anh nghe này từ lâu, mang cô thịnh về làm dâu. Rằng thì là tôi không nương cho nên không có hài lòng đâu. Thật sự là may khi có đứa cháu ngoan ngoãn như cái con hoa. Nếu có trách móc gì con không sao con ơi, cứ nói cho ta. Con thấy hơi oan này mẹ ơi, nhưng con lại đành nhận thôi. Lại còn kêu oan sai ô hai cô cãi lại tôi. Mấy chục năm nay chẳng có gì tiến bộ, có thể loại vợ nào mà tệ như cô. Bà ơi bà đừng mắng mẹ nữa. Dạ vâng, nhà con cũng đã rất là cố. Nhìn là thấy cáu thật là chíu khọ, hay đi chê bai bà già này so đo. Dạ con không dám, mẹ bình tĩnh cho. Thế làm sao mà mặt mày cáu khó hả? Sai nên không phải mẹ con có lỗi. Cơm tanh không ngon cũng do con chưa được khôn. Sau này dần dần thì con làm ngon hơn. Không sao đâu hoa, lúc sáng kêu ca vậy thôi. Muốn con nhanh nhanh học được nên mới nói. Xin thưa mama, cái hoa do con dạy ra. Có gì thì giờ con xin mẹ tạm tha. Là do ta muốn con nhận ra đấy ba. Nếu như mình mà khắt khe nặng nề quá, vừa rồi ta mắng con mắng hoa, chắc chắn là bị mắng xong hơi đau lòng. Từ nay con sẽ không nặng lời nữa đâu. Nhớ nghe mẹ
cháu. Dạ vâng ạ. Mẹ và con sống chung hòa thuận với nhau, thấy gia đình mình tốt hơn ta vui mừng. Của Tranh Ngoan được thực hiện dưới sự tài trợ của FBS. Đây là một app đầu tư rất hay, có nhiều thông tin bổ ích hàng ngày giúp các bạn đầu tư hiệu quả và có 16 triệu người dùng trên toàn thế giới. Ngoài ra FBS còn là đối tác của câu lạc bộ FC Barcelona. Hiện tại khi tham gia các bạn sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà giá trị lớn. Vì vậy các bạn hãy click link dưới phần description và trải nghiệm FBS ngay hôm nay nhé. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.